Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong số thứ 29 của Thợ Sửa Di Động 2019. Và mình là Thế Anh, một cạnh mình vẫn là anh Giang Mango. Xin chào các bạn. Vâng, đấy là những câu trả rất quen thuộc. Và các bạn đừng quên là nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì thì hãy đặt thật nhiều bây giờ bình luận nhá. Và nếu như các bạn có bất cứ cái gọi là gặp khó khăn gì trong việc sửa chữa điện thoại này, hay là muốn biết thêm kiến thức về công nghệ, kiến thức về kiểu là tư vấn mua máy, thì cũng có lẽ đặt nhiều câu hỏi phía bên dưới nhé. Mình và anh Giang sẽ là những người tư vấn cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số lần này của bạn Linh Lâm Trí. Chào bạn, cho mình hỏi về dòng điện thoại Xiaomi có bền hay không? Xiaomi thì mình thấy là nó cũng rất là bền. Tuy nhiên ấy, nó sẽ có một cái là nếu như nó hỏng thì linh kiện nó gần như không có đổi thể thay. Đấy, nó chỉ là vấn đề đấy thôi. Mà hỏng thì bất cứ cái dòng điện thoại nào trên đời nó cũng đều có sao hỏng. Được rồi, đúng rồi. Thật ra thì mọi người có thể là cái Xiaomi họ cũng có rất là cái nền tảng phát triển cũng gọi là lâu rồi, có thể gọi là lâu rồi, bởi vì là họ làm điện thoại cũng 5-6 năm rồi chứ không ít đâu. Và những cái điện thoại của họ nữa thì hiện tại là mọi người có thể biết được là phổ ở rất nhiều phân khúc, từ giá rẻ tầm trung tới là kể cả là cận cao cấp cũng có. Những con điện thoại kiểu Mi Mix các thứ cũng mười mấy triệu, mười mấy, mười tám, hai mươi triệu cũng có. Nói chung là về độ bền thì có thể là thoải mái, dùng yên tâm. Nhưng mà đấy, như anh Giang có nói là nếu như mà so với những cái chiếc điện thoại nó phổ biến hơn như kiểu là Samsung hay là iPhone ấy, thì cái linh kiện của nó sẽ ít hơn, chắc chắn là điều như thế. Đúng rồi. Bởi vì là cái thương hiệu nó nhỏ hơn mà, thì thương hiệu nhỏ hơn, ít người dùng hơn thì chắc chắn linh kiện sẽ ít hơn. Ở Việt Nam thật ra vẫn ít người dùng Xiaomi lắm. Mọi người cứ nhìn những cái group Xiaomi thấy đông cứ tưởng là nhiều, thực ra nó chưa là thấm là gì so với Samsung hay so với iPhone. Những cái hãng kiểu Samsung, iPhone họ không cần là group luôn, bởi vì là cái họ phủ nó quá rộng rồi. Nó có nhiều group, cộng đồng nhiều, cũng là lớn, rất là nhiều, và nó lâu năm hơn rất là nhiều so với Xiaomi. Xiaomi thì chỉ là một hãng mới thôi, gọi là mới xong cái lĩnh vực. Có bạn về Xiaomi thì nó không phải là hãng điện thoại mà bạn sợ, lo sợ về độ bền. Nhưng lưu ý là nếu như hỏng thì rất ít đồ để sửa nhá. Câu hỏi thứ hai của bạn Xuân Hiển Vũ. Cho mình hỏi bên Mango làm việc tới mấy giờ vậy? Mình thay màn hình của chiếc iPhone 7 Plus và màn hình zin bóc máy được bảo hành bao lâu vậy? Vì dù gì đó cũng là màn hình đã qua sử dụng mà. Chào bạn, bên mình làm việc đến từ 8 giờ sáng đến 9 rưỡi tối bạn nhé. Tất cả các ngày trong tuần. Tất cả các ngày trong tuần. Và màn zin bóc máy của 7 Plus thì được bảo hành trong vòng 1 tháng. Còn chuyện mà màn nó qua sử dụng ấy thì rất là chuyện đương nhiên. Bạn sẽ không thể có màn mới trừ khi bạn vào Apple và nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 triệu gì đấy. Bởi vì là cái mức giá nó cũng chênh nhau rất là nhiều. Đúng rồi, và tất cả đã thay bên ngoài, đã gọi là đồ zin bóc máy thì đương nhiên nó phải qua sử dụng. Đấy, cái đấy là chuyện bình thường thôi. Đây là các bạn phải hiểu những cái đồ zin ở đây là bóc, đã gọi là đồ zin bóc máy thì nó đã phải là đồ của một chiếc máy khác thay thế vào. Đúng cho rồi. Nên là nếu mà muốn có đồ zin mà giá lại rẻ thì chúng ta phải buộc phải mua đồ cũ thôi. Đúng rồi. Giống như các bạn mua điện thoại cũ ấy, đấy. Nó cũng đi nhau, em thấy nó cũng đi nhau, mua một chiếc điện thoại cũ. Nhưng mà nói chung mạng nó bền lắm, mình thấy ít khi nó hỏng lắm. Con nào hỏng thì nó đã hỏng rồi, còn không thì nó bền lắm. Thế mình nghĩ là bạn cứ yên tâm. Bọn mình thay màn mà theo mình nhớ là gần như chưa bao giờ mình phải bảo hành một cái màn nào cả. Chưa bao giờ. Gần như là như thế luôn đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên Hồ. Thay màn hình của chiếc Oppo Neo 5 là bao nhiêu tiền ạ? Màn của con này rơi vào tầm 600 ngàn bạn nhé. 600 nghìn. Em thấy là cũng nếu mà so với chiếc máy này tương đối cao đấy. Vì là Oppo Neo 5 là nó ra lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, con này nó lắm luôn rồi. Nó còn là một chiếc điện thoại giá rẻ nữa. Bây giờ bán thì không biết nổi 1 triệu không mà thay màn hình là hết 600. Có màn hình là thay là tốt rồi. Nếu như mà bạn tìm được màn hình thì bạn có thể cân nhắc đến việc thay, nhưng mà theo mình là nên bán sạch và mua một chiếc máy khác. Có lẽ phải cân nhắc lại, con này cũng chưa chắc đã nên thay màn. Con này bây giờ nó yếu lắm rồi, con này bây giờ rất là yếu luôn, gần như chẳng dùng tác vụ gì. Đúng không? Kiểu như cái tiền đấy để tiết kiệm thêm 1 triệu nữa mua có thể Z5 được đấy nhỉ. Vâng, tiết kiệm lại để mua một chiếc điện thoại khác thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn con này thì bây giờ dùng rất là chán. 600 nghìn mà khoản tiền khá lớn đấy. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Tùng. Chào hai anh, cho em hỏi là em có con iPhone 6S Plus, chai pin là 82%, để qua đêm tụt 5%, sử dụng khoảng gần 3 tiếng. Như vậy thì nếu thay pin, có nên thay pin chưa? Và giá thay pin là bao nhiêu vậy hai anh? Mình nghĩ là máy của bạn mà dùng chỉ tầm 3 tiếng là hơi ít đấy, bởi vì 6S Plus thì nó khá là pin khá là tốt. Ít nhất cũng phải tầm hơn 4 tiếng. Đúng rồi, theo em là như thế. Phải tầm 4 tiếng. Em cũng dùng 6S Plus một thời gian rồi. Pin thì có lẽ là cái pin này chai hơi nhiều. Mình nghĩ là bạn nên thay pin đi. Có lẽ nên thay pin đi. Giá thế thì nó là bao nhiêu? Thay pin của 6S Plus là tầm 300 nghìn. Vâng. Đó thì nói chung là tùy bạn. Nếu mà mình thấy là 3 tiếng cũng hơi ít thật. Và nếu như bạn thực sự là có cái nhu cầu thay thì nên thay, vì là giá cũng rẻ, 300 nghìn. Quan trọng nhất là, thực ra đúng là quan trọng nhất là cái nhu cầu của bạn ấy. Nếu mà bạn dùng như mình nha, mình dùng con iPhone 7, nó chai và đến mức chỉ còn 79% pin, mình vẫn còn dùng được gần 1 năm rưỡi.
tức là cái nhu cầu của mình nói chung thế là thôi, tùy nhu cầu tại vì mình ngồi văn phòng nhiều và cứ ngồi phát là cắm sạc cho nên mình chả hết pin bao giờ. Còn theo nhu cầu của bạn, dùng bạn cảm thấy là nó hơi có chịu chẳng hạn, hoặc đơn giản là mình dùng mình thấy ổn nhưng mình cứ thích thay vì nó chỉ có 300 ngàn thôi, cũng rẻ thì mình cứ thay, rẻ, thay thay cho thoải mái. Thực ra bằng bữa nhậu thì có cái gì đâu mà tâm lý. Câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Lê. Hai, mình rất thích Sony, mình đang phân vân giữa Sony XZ Premium và Sony XK2 Ultra, nhờ anh Zamango tư vấn với. Cái này thì anh tư vấn chắc hợp hơn. Sao nào? Như vậy thì em sẽ nói qua một chút. Thì chiếc XZ Premium thì bạn phải hiểu đơn giản nó là một chiếc gọi là flagship đời cũ đi. Thì đã gọi là flagship rồi thì chắc chắn ở cái thời điểm nó ra mắt thì nó sẽ được trang bị tất cả những công nghệ cao nhất của Sony thời điểm đấy. Còn chiếc XK2 Ultra thì nó lại là một cái điện thoại tầm trung, thì nó sẽ hướng đến những cái đối tượng người dùng cơ bản hơn, tác vụ nhẹ nhàng hơn. Con này thì màn hình khá lớn hơn so với XZ Premium. Ultra mà. Ultra, pin cũng trâu. Còn nếu mà xét về gọi là camera này, hiệu năng hay là trải nghiệm ấy, thì chiếc XZ Premium sẽ hơn. Thì tùy bạn thôi, cái nhu cầu của bạn như nào. Nếu mà bạn cần một màn hình lớn này, cần cái thời lượng pin trâu hơn thì XA2 Ultra sẽ tốt. Nhưng mà trên thị trường bây giờ anh lại không thấy là ở đâu bán XA2 Ultra. Con XA2 Ultra này thực tế là nó bán là hàng chính hãng, và nó cũng theo anh nhớ là chị em mua con này được tầm khoảng 3-4 năm trước rồi. Nó cũng khá lâu rồi. Giờ chắc không còn đâu. Giờ thì chỉ mua gọi là mua qua tay thôi. Mua cũ thôi. Mà mua cũ có người dùng thì hơi căng đấy nhá. Vâng. Và mình nói luôn là với XA2 Ultra là không có đồ thay đâu nha bạn nhá. Con này cũng thuộc dạng hiếm rồi. Quá hiếm mà. Cấu hình của nó là em không nhớ cụ thể lắm, nhưng mà nó chỉ chip MediaTek. Ôi trời ơi. Cho nên là chơi game thì thế các bạn không thể so được với lại XZ Premium được. Là nếu mà các bạn muốn chơi game thì coi như bỏ qua cái này nhá. Nên chọn thực ra riêng về cái dòng XZ Premium thì đang cực kỳ hot nhá. Đang rất là hot trên cộng đồng luôn. Bởi vì nó giá nó tốt, màn to, thiết kế thì rất là đẹp. Giá này hiện tại là bao nhiêu? Tầm hơn 6 triệu gì phải. Hơn 6 triệu. Nói chung là mức giá thuộc là tầm trung thôi. Nhưng mà đó, nó đã là một flagship đời cũ mà, thì mức giá hiện tại chỉ là 6 triệu thì nó cũng tương đối ngon. Để nó không có hàng mà bán đâu nhá. Không có hàng. Không phải là ngồi của Vân nói luôn là không có hàng để mà mua luôn đấy. Có cơ hàng về phát là anh em lấy hết luôn. Vâng. Ít hàng lắm, cả cái hàng có mấy hàng đâu. Đã là hàng hot rồi thì nói chung cũng nhiều người quan tâm. Nó là ít lắm, cộng đồng fan Sony vẫn rất là đông. Sony được cái em thấy là có một cái rất hay, đó là họ có cộng đồng fan trung thành. Không hiểu sao ấy, cộng đồng fan của Sony ai mà thích dùng Sony là người ta thích lắm ấy. Vâng. Có mấy bạn đặt là Sony Xperia 1 XZ4 ấy. XZ4. Đấy. Mà tại vì nó giá nó còn cao quá và nó chưa chính thức bán ra nên mình chưa lấy về được ấy. Thì bây giờ giá tận hơn gần 25 triệu mà vẫn có người đặt. Thế mới kinh. Em thấy con đấy là chắc chắn là sẽ không bán tại Việt Nam rồi, nhưng mà họ mà đặt con này về cũng khó đấy. Em thấy là con này thực ra là không có bên nào dám lấy về đâu, chỉ có là ai đặt tiền trước thì lấy về. Đấy mà người ta sẵn sàng xuống tiền rồi, mình không lấy được thì mình lấy về. Nói chung Sony là một cái dòng mà có rất nhiều fan trung thành. Và chốt lại giữa hai con vừa rồi thì mình cho là XZ Premium thì nó hơn rất là nhiều so với XA2 Ultra. Ở góc độ là một người sửa chữa là mình đã thấy là nhìn nghe XA2 Ultra nghe thấy chán rồi vì không có đồ để sửa rồi. Thứ hai ở góc độ một người bán thì mình đã thấy là cái sức hot của nó gần như là không có. Còn với cả người dùng đi chăng nữa thì XZ Premium nó vẫn nổi trội hơn, phổ biến hơn rất nhiều luôn. Phổ biến hơn này, nó cái hiệu năng tốt hơn nhá, màn hình đẹp hơn, chắc chắn luôn màn hình sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nó là dòng cao cấp. Tại sao mà chúng ta cứ thì nhìn này, tại sao mà điện thoại cũ lại chỉ bán những dòng ví dụ như XZ Premium hoặc là XZ1 mà lại không bán XZ2 Ultra? Tại sao là như thế? Tại vì nó không ngon bổ rẻ. Bởi vì người ta nhập hàng về ở tất cả các cửa hàng, không chỉ bán gồm thế, mình bán cái gì là phải theo thị hiếu của người mua. Mà người mua thì ở Việt Nam mình nói thật, người dùng là quá khôn luôn. Cực khôn luôn. Tiêu chí là bao giờ cũng thích ngon bổ rẻ. Là phải rẻ. Giống như ngày xưa thì có cái làn sóng hàng Hàn Quốc về đúng không? Vâng. Tại vì nó ngon, hàng Sky ấy, nó ngon, Sky, nó quá rẻ, cấu hình nó quá tốt. Hàng Nhật đấy. Đấy. Tiếp theo là hàng Nhật. Mấy con G2 Docomo, nó 3 Docomo các thứ đấy, Galaxy Z ấy. Người Việt Nam mình cực kỳ thông minh luôn và cực kỳ khôn luôn đấy. Chịu khó nhưng tìm. Tại sao lại XK2 Ultra lại không thể có ở Việt Nam khi mà bán hàng cũ hoặc điện thoại trên tay? Tại vì nó quá chán đi. Nó không đủ sức hấp dẫn với người dùng, nó chưa đủ để cạnh tranh được với những chiếc điện máy khác, nói thẳng một câu vậy. Với tầm giá như thế, với cái như thế, tại sao nó không được? Hay đơn giản như ngay trong dòng điện thoại cũ cũng thế nhá. Bây giờ có những con như là Sony Z5C bản compact đấy, compact, em biết. Tức là cái bản thu gọn đấy. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà nhập hàng về, bọn mình nhập về, giá nó chỉ chênh đúng 100.000 so với Z5. Tức là nó rẻ hơn 100.000, trong khi màn hình của nó thì bé tí, máy thì dày hơn, nhìn rất là thô như cục xà phòng. Thế thì đương nhiên là tại sao mình không bán, là tại vì nó không đủ hấp dẫn và chả ai mua luôn.
ông nào nhập về là ế suốt ngày đăng bán luôn, tại vì nó ế mà. Đấy, kiểu như thế thì mình nghĩ là có thể nhìn qua ở cái góc độ thị trường và góc độ một người sửa, mình là vừa là người sửa và là người bán, thì mình cho rằng là exact premium sẽ hơn rất là nhiều. Đó, đó là tất cả những cái tư vấn mà mình và anh Giang cho bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo sẽ là của bạn Nhung Mạnh. Xin chào hai anh, em đang dùng chiếc iPhone 7 Plus màu đen nhưng quả táo đằng sau nó bị xước nát rồi. Thì bây giờ muốn thay liệu có phải tháo main ra hay không, hay chỉ cần tháo pin và thay là được, và chi phí là bao nhiêu? Cảm ơn. Cái này không thay được đâu bạn ạ. Bạn muốn thay thì bạn chỉ có thay vỏ thôi. Thay cả mặt lưng. Đúng rồi, không thay được mỗi quả táo đấy đâu. Cho nên là mà đã thay vỏ chắc chắn là phải tháo main ra được, không thể nào mà tháo pin ra được. Kể cả bạn có đục thêm kiểu gì để cho cái đục mạnh thì được, khò mạnh thì nó vẫn được. Nhưng mà khò mạnh thì cái nhiệt nó lan ra thì nó hỏng hết cả main. Đấy, tức là mà cái cách này nó tốn công và tốn cơ bắp, cho nên là không ai người ta làm, hoặc không ai nhận làm này luôn. Chỉ có thay là thay cả vỏ thì thay thay cả vỏ thôi, đúng không? Thay cả vậy thì thay vỏ máy chắc chắn là phải tháo main rồi. Ờ, chắc chắn rồi, chắc chắn là phải tháo main. Chắc chắn phải tháo main bạn nhá. Còn nếu mà thay vỏ thì giá sẽ là phải vỏ chất lượng cao nhất đi. Vỏ fake trên thị trường nó rơi vào tầm 500. 500 là vỏ fake, còn vỏ zin. Vỏ zin thì 400. Vừa zin lại vừa rẻ hơn. Vỏ zin tại sao lại 400 mà vỏ fake lại 500? Vỏ zin thì nó là từ những xác những con máy mà người ta cái xác đấy, cái vỏ đấy người ta chả dùng vào việc gì nữa. Thì đương nhiên là sẽ thay với giá rẻ. Tức là bây giờ nhưng tất nhiên là vỏ zin thì nó không thể mới tinh được, nhưng nó cũng phải mới 98-99% đấy. Theo kiểu là vỏ zin thì bây giờ nó là nhiều đúng không? Thì linh kiện nó đang không nhiều đâu. May mắn thì mới có đấy nhá. Nên tại vì cũng ít người có nhu cầu thay vỏ. Nó ít người có nhu cầu thì giá nó sẽ rẻ đi. Kiểu người ta vẫn không trả để làm gì, cho nên là vừa ngon nhá mà lại vừa rẻ. Đúng rồi. Tất cả những người mà bảo thay vỏ mình đều khuyên là đi thay vỏ zin hết. Thì thật ra cũng thích thay vỏ zin ấy, vì là nó zin thì tất nhiên nó ngon hơn chứ. Ngon hơn. Bao giờ kiểu nó có cái đảm bảo hơn thì Apple sản xuất mà. Chắc chắn luôn rồi. Chắc chắn là như thế rồi. Câu hỏi cuối cùng trong số lần này sẽ là của bạn Tinh Triệu. Chào hai bạn, chiếc Xiaomi Mi A1 với iPhone 6s thì còn nào chơi được quân ngon hơn? Lại các bạn so sánh máy tiếp nhỉ? Mi A1, Mi A1 hình như nó là Xiaomi 5X ngày xưa đúng không? Đúng rồi, nó là bản quốc tế. Nó là cái con nó là con máy đầu tiên mà có hai camera. Camera của Xiaomi. Con này thì Mi A1 là bản quốc tế của con đấy. Đúng rồi, đúng nó rồi. Nó chạy là Android One và theo chip 6, chip 625 anh nhớ. Theo như anh nhớ thì con này rất ế. Ế, hàng sách tay ạ, đúng. Hàng sách tay cái con Mi 5X này này. Mango này nhập về đầu tiên tại Hà Nội luôn. Vâng, đúng rồi. Và sau đó thì bán chay bán chả ra hết. Tại vì nó quá ế. Bởi vì là cái đợt mà Xiaomi bán chính hãng là bán rẻ hơn sách tay. À đấy. Vâng. Bảo sao mình bán ế thế. Thật đấy là Xiaomi con Mi A1 này là một trong những con bán chạy nhất của Xiaomi tại thị trường chính hãng tại Việt Nam. Nó đè chết hàng sách tay luôn. Đúng rồi, họ áp dụng một chính sách gọi là đè giá để mà gọi là lấy tiếng trên thị trường ấy. Vì đợt đấy đập năm ngoái rồi là Xiaomi cũng là mới đẩy mạnh cái thương hiệu smartphone tại Việt Nam thôi. Đúng rồi. Hình như nó có về sau nó có mấy cái kiểu liên kết với Lazada bán cái gì đấy nữa. Flash sale. Nó còn rẻ nữa cơ. Rẻ kinh hoàng. Nói chung là cái đợt A1 Mi A1 này bán rất là chạy. Đúng rồi. Con này nó còn để lấy tiếng. Hơi. Thế bây giờ quay trở lại câu hỏi các bạn đi. Cái này thì anh sẽ tư vấn hợp lý hơn. Thì nói chung là con này thì mình cũng dùng rồi, cả hai con. Thì Mi A1 nói chung là bạn chơi game tốt, mình không nói là không tốt. Bán nhưng to. Mà để mà so với iPhone 6s thì 6s sẽ ngon hơn. Vì sao? Vì là có con chip iPhone 6s nó mạnh hơn so với chip 625 cho chiếc A1 rất là nhiều. 625 ạ. Dù sao đi chăng nữa thì 625 chỉ là một chip tầm trung thôi. Và hiệu năng của nó thì bạn sẽ chơi được lên quân ở mức medium. Nhưng mà đối với iPhone 6s bạn có thể chơi max setting. Đó. Gọi là max setting, cái đồ họa nó cao hơn. Ghê nó nhờ. Sẽ không mở được 60 FPS đâu, nhưng mà nó sẽ chơi mượt hơn, đảm bảo trong quá trình chơi. Kể cả là combat ấy, thì vẫn không bị giật, nhưng mà combat trên chiếc Mi A1 thì đôi khi sẽ bị giật ở trong những cái tình huống mà đông quá. Thực ra xem Mi A1 nó cũng khá là lâu rồi, 2-3 năm trước gì đấy. Nó được tầm 2 năm. Đấy. Mà tầm đấy thì nó chưa tối ưu tốt được như bây giờ. Ví dụ như bây giờ mấy con chip mà kiểu như là 660 ấy, thì ngon. 660 thì nó lại dòng cao hơn hẳn. Đúng rồi. Nó dòng cao hơn nên là nó sẽ ngon hơn hẳn. Còn 625 này nó lại giống như là cái đồng rẻ. Redmi Note 7 bây giờ chẳng hạn thì rất là ngon. Đấy. Nhưng mà còn dòng Xiaomi Mi A1 thì thấy nó cũng lâu rồi. Nói chung là hai con này thì mình khuyên bạn nên mua 6S nhá. 6S bị cái là pin nó không ngon bằng với Mi A1. Màn bé hơn với pin nó không ngon bằng. Và là con Mi A1 này thì pin nó 3000 thì gọi là dùng được 4 tiếng rưỡi đi, còn iPhone 6S thì chơi game chắc là chỉ tầm. Nhưng mà thực ra nếu bạn đã cân nhắc Mi A1 thì tại sao lại cân nhắc sang mua 6S nhỉ? Vì hai con này là hai tầm giá khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi, em thấy là Mi A1 bây giờ hay là bạn ấy muốn tìm hàng chính hãng. Chính hãng bây giờ cũng rất là rẻ. Anh không nhớ chính hãng giá bao nhiêu nhưng anh cho là chắc chỉ loanh quanh tầm 2 triệu tầm đấy á. Con này bây giờ không chính hãng nó cũng hết rồi, hết hàng. Nó sale chảy chã là nó lâu lắm rồi.
Bây giờ nếu mà mua cũ sẽ tầm 3 triệu. Thế bây giờ 6S bây giờ mua cũ rồi là tầm 4 triệu, 5 triệu rồi. Thì nó là một sự so sánh rất là khập khiễng. Đúng không? Vâng. Nói chung là chắc chắn là bạn đã chọn 6S rồi. Nếu bạn có tiền thì bạn nên chọn 6S. Chắc chắn là như thế luôn. Còn nếu mà muốn ngon hơn nữa thì lên hẳn 6S Plus mà to pin trâu. Thôi giá này đắt hơn nhiều quá. Ok. Ok. Chốt lại câu hỏi này thì mình nghĩ là 6S hơn một cách tuyệt đối luôn đấy. Đúng rồi. Kể cả về độ giữ giá hay về độ dễ sửa chữa là hơn nhau rất là chơi nhiều. Chơi game cũng ngon hơn. Đó. Như vậy là chúng ta đã kết thúc những cái câu hỏi trong số 29 lần này. Và các bạn đừng quên là hãy đặt thật nhiều câu hỏi, chúng tôi thắc mắc của bạn về bất cứ cái lĩnh vực gì, về như kiểu là sửa chữa điện thoại này, hay là các bạn có khó khăn gì trong việc là muốn tư vấn mua máy thì cũng có thể comment xuống bên dưới. Mình và Anh Giang sẽ là những người tư vấn cho các bạn. Còn xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn.